Nhật Khánh kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nối kết yêu thương. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng chương trình Nhịp tim Việt Nam thuộc tổ chức Vina Capital Foundation thực hiện. Chương trình hy vọng sẽ tạo nên một nhịp cầu nối kết những tấm lòng nhân ái trong xã hội với những trường hợp trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Và bây giờ, kính mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình kỳ này. Cái nắng gió giữa trưa trên cánh đồng muối ở xã Ninh Diêm, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa hành hào rít vào da thịt. Vậy mà khi đã ngoài 60 tuổi, ông Trần Mười vẫn một mình liêu xiêu trong chính cuộc mưu sinh của ông và cả gia đình. Sinh được 7 người con gái, những tưởng khi con cái lớn lên, cha mẹ ít nhiều được cậy nhờ. Nhưng như một sự rung rủi của số phận, 5 đứa con gái sau khi lập gia đình vì điều kiện sống khó khăn đều bồng bế con thơ trở về nương nhờ cha mẹ. Thế nhưng lực bất tòng tâm, thứ mà ông có thể dành cho con cháu lúc này chỉ có thể là tình thương. Cũng chính vì tình cảm thiêng liêng đó, ông Mười bất chấp nắng mưa giải dầu làm thuê làm mướn trên những cánh đồng muối, thu nhập vốn dĩ đã rất bấp bênh. Ông là ông của bé Minh Anh hả ông? Không phải. À, ông ngoại. Dạ. Ông ngoại. Năm nay năm mấy tuổi rồi? Sáu mấy rồi giờ? Sáu mấy rồi. À, dạ thưa chú ơi, bây giờ thì chú có thể kể rõ cho mọi người hiểu hơn về cái công việc của mình làm ở ruộng muối này là như thế nào? Ruộng muối là nói chung là không phải là đất của chú, mà đất của nhà nước. Dạ. Mình làm mướn thôi. Dạ. Bây giờ làm mướn là một ngày nó là không nhiêu tiền ấy. Nó rẻ, cổ thì mình cũng vẫn mình chơi nắng gỡ bán thua ấy. Nhưng mà mình thì mình vẫn làm không sao á, nhưng mà cháu nó bị bệnh thì mình phải thương cháu thôi, mình phải làm thôi, giờ nó thương cháu như thương con, thương con như thương cháu, đó, cháu mình. Chị Trần Thị Mỹ Loan là một trong 7 người con gái của ông Mười. Trước đây công việc làm thuê tại thành phố Đà Nẵng của hai vợ chồng chị cũng khá ổn định. Nhưng sau khi bé Trương Minh Anh chào đời, gia đình được thông báo em mắc bệnh tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật là khoảng 100 triệu đồng. Vì không có khả năng điều trị cho con, chị bồng con về nương nhờ cha mẹ ruột, còn một mình chồng ở lại Đà Nẵng để làm thuê, gửi tiền về cho chị nuôi con. Mấy tháng nay, những viên thuốc uống cầm chừng cũng không giúp tình trạng sức khỏe của bé Minh Anh cải thiện nhiều. Có lẽ cách duy nhất để bé được khỏe mạnh lúc này cũng như từ đó giúp kinh tế gia đình được ổn định hơn, đó là cho bé Trương Minh Anh được phẫu thuật nhanh chóng. Dạ, trước tiên thì em xin giới thiệu với chị Loan là ngày hôm nay Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chương trình Nối kết yêu thương của Nhịp tim Việt Nam có đến đây thăm bé Minh Anh với là cũng tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình mình. Thì hôm nay có ông Đoan Lâm là chủ tịch của tập đoàn Vina Capital và có bác sĩ Định là phó giám đốc trung tâm tim mạch bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đến đây thăm gia đình mình. Thì bây giờ trước tiên là cho em hỏi là ngoài bé Minh Anh ra thì mình là còn cháu nào nữa không chị? Dạ, còn một cháu lớn chuẩn bị vô lớp 1. Minh Anh là mình sinh được mấy tháng rồi, cái trong cái quá trình mình chăm bé rồi mình phát hiện bệnh tình bé sao, chị kể lại cho mọi người nghe với chị. Dạ, cái lúc mà em sinh ở Đà Nẵng á, là khoảng 2 ngày là bác sĩ tới khám cho em biết là phát hiện thấy nhịp tim nó bất thường. Xong rồi cha đi siêu âm ở đó, là bác sĩ ở đó chỉ phát hiện em bé là bị thông liên nhĩ. À, còn ống động mạch là lúc đó là chưa có phát hiện ra. Trước đó là công việc của anh chị ở Đà Nẵng á, là công việc của mình ra sao, rồi mình ăn ở sinh hoạt đi lại mọi chi phí rồi mình có xoay sở đủ không chị? Dạ, là ở dưới đó là em thì đi làm ở công nhân ở khu công nghiệp ở Đà Nẵng á. Còn ông chồng á, thì hồi trước là ông đi bảo cà phê á, mà cà phê bả ra ra nó không có ăn. Xong lúc đó lại mới xin làm bánh được cái hồi tháng 5, tháng 6 gì năm ngoái đó. Làm bánh mà bánh lương cũng thấp đó, bánh đó, bả hàng không có về số á, được cũng có 3 triệu mấy à. Là 7 triệu mấy đó là một mình anh làm hay là luôn của chị, luôn làm một tháng được bao nhiêu đó? Dạ, của hai chồng chứ.
cái lúc mà mình mới vừa sanh bé mà bác sĩ nói bé bệnh vậy á, lúc đó là hai vợ chồng là tâm lý lúc đó như thế nào chị nhớ không? Dạ thấy sợ chứ, tại vì đẻ một phần không có tiền mà một phần nghe nói con bị vậy nữa. Nói thành nói là cũng la lắm, xong cái xin bác sĩ về 10 ngày, bác sĩ giữ lại ở đó 10 ngày. Xong mình xin bác sĩ cho về, về quê bác sĩ dặn là về quê nhớ đi tái khám lại cho cháu. Cái lúc đó là chị muốn xin về nhà sớm là vì cái lý do gì? Dạ thì ở đó thì sợ là thứ nhất là không, ở đó là em biết là không tốn tiền, mà sợ là chi phí ăn uống đi lại của em thứ nhất. Thứ hai là lúc đó chị mới nghe nói là chị thông liên nghỉ thôi, bác sĩ nói là về sau này các khả năng là em biết lắp lại. À, thì nghĩ là cho nên là mới xin bác sĩ về. Thấy trường hợp của cháu là một cái trường hợp phức tạp, nhưng mà vẫn còn hy vọng là bởi vì cái mức độ hẹp của cái cung động mạch chủ nó chưa đến mức độ mình phải làm những cái thủ thuật gọi là tạm thời. Có những cái trường hợp hẹp nhiều mình không có mổ hết được, và mình phải trải qua nhiều lần mổ, và cái kết quả nó cũng chỉ là tạm thời. Nhưng mà trường hợp của cháu thì cũng may mắn là cái độ dài của đoạn hẹp nó cho phép mình có thể cắt bỏ cái đoạn hẹp đó đi, xong mình tái tạo nối lại để nó trở lại như là bình thường, hoặc là gần như bình thường. Có điều là mình phải mổ sớm. Nó đặt ra cái vấn đề của mình ở đây là nếu mà mình để trễ thì bé không có lớn nổi, và cái tim nó cũng sẽ suy, và cái phần dưới của cơ thể của cháu nè nó sẽ được không được nuôi tốt, tại vì khi tim bơm máu lên trên tới đoạn cổ này thì là cái phần mạch máu bình thường, nhưng mà khi đi xuống dưới để nuôi cái phần dưới cơ thể nó không có ra được nữa, tại vì nguyên cái đoạn nó bị hẹp rất là nhiều. Như vậy cái vấn đề mấu chốt ở đây là mình xác định cái thời điểm nào là thời điểm nó thích hợp nhất. Nếu mà mình mổ sớm quá thì sức của bé chịu không được cái cuộc mổ. Còn nếu mà mình trộn mổ trễ quá thì bé càng nghĩ nó càng yếu đi, và cái cuộc mổ nó cũng gặp rất là nhiều nguy hiểm. Thì với cái khả năng hồi sức cũng như phẫu thuật của trung tâm thì hiện nay chúng tôi có thể làm được ở cái thời điểm này. Mà cái tình trạng này khó khăn như thế này, mà cái mổ một cái ca như thế này thì theo kinh nghiệm thì theo bác sĩ là chừng bao nhiêu, tốn kém bao nhiêu một cái mổ ca như thế này? Thì cái mổ cho cháu sẽ khoảng 100 triệu. Mình không thể nào mà đỡ cho một gia đình mà bị một cái mổ tim mà ảnh hưởng khó khăn trả tới 60 triệu hay 100 triệu về một ca như vậy, mà ảnh hưởng rất là lâu đời, lâu dài cho cái gia đình. Đấy, lúc đó thì tôi rất là quyết tâm hơn, mà đỡ mà cứu giúp nhiều em bé hơn. Mà thấy là cái này là một cái điều rất là hạnh phúc mà thấy mà giúp được một cái bé như vậy. Em muốn được biết cái cảm xúc của chị bây giờ như thế nào khi được mọi người quan tâm đến đây thăm hỏi gia đình, cũng như là sự chia sẻ của ông Đan Lâm về sự hỗ trợ chữa trị cho bé. Dạ, khi nghe sự chia sẻ của ông Đan Lâm là nó cảm thấy nó được yên tâm hơn, là con mình có cơ hội được mổ tim, có thể hết bệnh được. Chứ còn để gia đình tự chữa trị là có thể là không có chữa trị được, tại vì không có tiền. Thưa quý vị, với niềm tin rằng mọi trẻ thơ đều xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất, chương trình Nối Kết Yêu Thương hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng nỗ lực, cùng chung tay để thực hiện điều tưởng chừng khó khăn. Đó là không để một bệnh nhi mắc bệnh tim nào phải mất đi vì không được chữa trị kịp thời. Đến đây thì chương trình Nối Kết Yêu Thương xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình kỳ sau. 100% đóng góp của bạn vào chương trình Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ Nhịp Tim Việt Nam số 14 E21, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Điện thoại 028 3827 8787. Website vinacapitalfoundation.org.